Người đàn ông này ăn kem bỏ thêm tương ớt, còn ăn một miếng rất lớn, nói rằng ăn như vậy rất ngon. Khi uống cà phê cũng phải cho thêm nửa chai tương ớt, khuấy lên một chút rồi uống hết luôn. Còn nói tương ớt của quán này chẳng cay tí nào. Bên người phải mang theo một lọ tương ớt thật cay. Khi đi ăn mì đổ hết lọ tương ớt của cửa hàng nhà người ta cho rồi sau đó lại đổ thêm chai mà mình mang đi. Thật là lợi hại. Bát mì cũng biến thành bibimbap cay xé lưỡi. Anh bạn bên cạnh chỉ cần ngửi thấy thôi là ho sặc sụa. Ăn xong thì uống một chút nước. Nước cũng phải khuấy thêm tương ớt bác mới uống. Càng kỳ lạ hơn là khi bị ống, nếu uống thuốc cảm cúm cũng phải cho tương ớt vào. Còn nói như vậy càng dễ ra mồ hôi, rất tốt. Nếu còn dư lại thuốc thì cho cơm trắng vào ăn, như vậy mới ngon miệng. Sau khi khỏi cảm cúm, bác muốn ra ngoài ăn nhậu. Cho tương ớt vào bia, uống một cốc rồi lại hai cốc, cứ như vậy uống hết. Không chỉ như vậy, đứa con trai 7 tuổi của bác cũng rất thích ăn cay. Ăn cơm phải làm thật cay thì mới chịu ăn. Thậm chí ăn đào ngâm cũng phải chấm tương. Lúc đầu người làm còn tưởng là nước sốt cà chua. Đến thử một miếng thì ối rồi ôi. Giống với bố nó, uống nước phải uống với tương ớt. Không chỉ ớt cay, các loại đồ cay khác như mù tạt các kiểu cậu ta đều rất mê. Nếu không được ăn cậu sẽ khóc hu hu. Vậy chúng có tốt cho sức khỏe không? Sau khi kiểm tra, bác sĩ phát hiện dạ dày của ông bố bị tổn thương nghiêm trọng. Còn đứa bé may mắn không sao cả. Nhưng bác sĩ cũng kiến nghị ăn ít lại. Dù sao cũng đang trong quá trình trưởng thành nên ăn nhiều đồ dinh dưỡng hơn. Nếu như có bằng cấp ăn ớt, bà chị dưới đây chắc chắn thuộc ranh vàng. Cô ấy trong vòng 10 phút ăn hết một rổ ớt cay. Đấy chính là bữa trưa của cổ đấy. Và để làm tăng thêm khẩu vị, cổ sẽ ăn ớt chấm tương. Nhìn thật là ngon miệng làm sao, như là ăn dưa chấm muối vậy. Nhưng cô ấy không có tí phản ứng nào là đang ăn cay. Không phải làm giả đấy chứ. Người của chương trình quyết định làm thử miếng. Vừa cắn một miếng, chùi ôi tí sặc chết. Bà chị tiếp tục ăn, một lúc sau hết luôn rổ ớt. Để thử sức với năng lực ăn cay của cô ấy, chương trình có chuẩn bị các loại ớt cay trên thế giới. Cô ấy thấy thế mắt sáng lên, nhìn ớt cay thế này chắc ngon lắm. Đầu tiên là loại ớt cay đến từ Mexico. Cô ấy nói cũng không tệ, ngọt lắm. Tiếp đến là ớt hun khói. Ăn rất giống quả hồng. Tiếp theo là ớt cay Thái Lan, ăn mềm mềm như khoai tây chiên. Mấy thanh niên xung quanh buồn cười quá, thử một miếng thật sự cay không chịu được. Cô ấy nhìn mấy người này mà kiểu không hiểu kiểu gì, căn bản là không cay mà. Mặc dù cô rất giỏi ăn cay nhưng cũng có thứ cô ăn không được. Đó là hành và tỏi. Vừa ăn một tí là mặt đỏ liền, thậm chí còn muốn nôn ra. Vì sao lại có hiện tượng kỳ lạ này nhỉ? Để nghiên cứu, bác sĩ chiết xuất một chút capsaicin rồi tiến hành kiểm tra vị giác của cô. Bỏ capsaicin vào tăm bông rồi đâm vào mũi của cô. Cô không có phản ứng gì cả. Bác sĩ cho rằng cô ấy không có cảm ứng với vị cay. Còn về tỏi thì vị cay của tỏi vốn dĩ là do nó có alikin. Cô ấy rất mẫn cảm với loại chất này vậy nên mới thấy tỏi rất cay. Ngay cả như vậy, tôi vẫn thấy bà cô này đúng xứng đáng huy chương vàng môn ăn cay. Cô gái ngay sau đây nhìn không có vẻ giả vờ. Ăn kem bỏ vào rất nhiều tương ớt. Đây là sự kết hợp mà cô cho là vô cùng tuyệt vời. Mỗi ngày cô ăn đến 3 cái như vậy. Trong tủ bếp cũng chất đầy các loại ớt cay. Mỗi lần ăn cơm đều phải cắt ớt tươi bỏ lên trên. Cô gái còn nói ăn ớt cay giúp cô bỏ bớt áp lực. Bây giờ cô ấy sẽ thử thách món mì cay ở quán này. Đầu tiên cô ấy gọi một bát mì thật cay vào, lại còn yêu cầu thêm một bát ớt tươi. Không chỉ như vậy, cô ấy còn thấy chưa đủ. Khi ăn mặt đầy mãn nguyện, người xung quanh ai ai cũng thấy không ngờ luôn. Người ta chuẩn bị cho cô 3 món cay của quán. Món đầu tiên là bánh gạo cay. Vừa ăn một miếng cô liền thấy buồn cười quá, chẳng cay chút nào. Món thứ hai là cà ri cay, cái này mới có chút vị, rất nhanh là ăn hết một đĩa luôn. Món thứ ba là đùi gà cay, ăn từ tốn cũng có một chút cay cay. Cô ấy nói chưa từng ăn món nào mà thấy thực sự cay. Chương trình chuẩn bị cho cô một món quà đặc biệt, sợi cay tử thần. Được làm từ loại ớt cay nhất, độ cay có thể cao hơn ớt bình thường 220 lần. Người ta bảo loại ớt này chỉ có thể ăn vào buổi trưa. Những người ăn hết đều xếp vào loại siêu hạng. Cô gái cũng đã để tâm đến điều này. Buộc tóc gọn gàng, chuẩn bị sữa. Thử thách bắt đầu, cẩn thận cắn một miếng. Cũng không tệ, lúc đầu có chút ngọt sau đó chuyển sang cay một chút. Không chỉ như vậy, rất lâu sau cũng không chảy tí mồ hôi nào. Cay như vậy mà chịu được sao? Nhưng sau đó cô ấy bị viêm trực quản nhẹ và bị nhiệt. Nhất định phải thay đổi thói quen ăn uống rồi. Video đến đây là kết thúc, nhớ theo dõi mình nha.